Đó là những nội dung chính sẽ có trong bản tin nhà đất và đầu tư hôm nay. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh bất động sản. Đáng chú ý trong đó quy định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ bị giới hạn giao dịch dưới 10 lần một năm và mỗi hợp đồng không quá 300 tỷ đồng. Như vậy, so với quy định cũ, không nêu điều kiện cá nhân kinh doanh nhà đất quy mô nhỏ, quy định mới đã giới hạn cụ thể số lần giao dịch và giá trị hợp đồng trường hợp này. Theo nhiều chuyên gia, việc xác định rõ tiêu chí cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ có thể góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ, mua đi bán lại bất động sản nhiều lần nhằm lướt sóng thị trường. Ngoài ra, quy định mới cũng siết chặt điều kiện hành nghề môi giới nhà đất, theo đó từ ngày 1 tháng 8, môi giới phải có chứng chỉ hành nghề và hoạt động trong sàn giao dịch, công ty môi giới bất động sản hay công ty tư vấn quản lý nhà đất. Điều này đồng nghĩa cá nhân không được hành nghề môi giới tự do như trước đây. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 124 NDCP, quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Một trong những nội dung được quan tâm là việc bố trí quỹ đất xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Điều 18 Nghị định 100 cho phép Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chủ động bố trí quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội trong phạm vi dự án hoặc phạm vi khác ngoài dự án, nếu chủ động đầu tư có quỹ đất phù hợp có giá trị đất ở hoặc diện tích đất ở tương đương với diện tích xây dựng nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại. Bên cạnh đó, Nghị định 100 cũng nới điều kiện về thu nhập của một cá nhân lên con số 15 triệu đồng trên một tháng và 30 triệu đồng trên một tháng với hai vợ chồng sẽ được tiếp cận nhà ở xã hội. Theo các chuyên gia, Nghị định 100 dù chưa tạo ra được những thay đổi mang tính đột phá nhưng đã nới lỏng thêm các điều kiện tiêu chí giúp người dân dễ dàng hơn khi mua nhà ở xã hội. Thưa quý vị, thu hút vốn FDI vào ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục giữ vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đạt hơn 2,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 78% so với cùng kỳ. Cụ thể, trong tháng 7 vừa qua, các doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân Đáng chú ý, ngành kinh doanh bất động sản thu hút 2,87 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 78% so với cùng kỳ. Con số này được đánh giá là mức gia tăng mạnh. Theo các chuyên gia, Việt Nam đang đứng trước cơ hội đón nhận làn sóng FDI lớn thứ tư, có thể tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao như điện tử bán dẫn trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo. Sự phát triển của các lĩnh vực này tác động trực tiếp đến bất động sản công nghiệp nhờ việc gia tăng nhu cầu về nhà xưởng, đáp ứng tốt yêu cầu cơ sở hạ tầng dịch vụ. Số doanh nghiệp thành lập mới, đặc biệt là nguồn vốn FDI đổ vào bất động sản tăng là những dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản đang trên đà phục hồi. Tranh thủ thời cơ này, nhiều doanh nghiệp địa ốc chủ động tìm kiếm nguồn vốn và quỹ đất để phát triển thêm nhiều dự án mới. Như công ty cổ phần phát triển bất động sản phát đạt, dự kiến trong tháng 10 năm 2024 sẽ giới thiệu thêm dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và khu nhà ở phức tầm cao tầng Thuận An 2 tại Bình Dương. Công ty cổ phần tập đoàn Danh Khôi dự kiến chi 195 tỷ đồng để mua một phần khu dân cư Đại Nam tại huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Cơ hội lớn nhưng thách thức đặt ra cũng khá nhiều với các doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt là vốn để thực hiện và phát triển dự án. Ngoài nguồn vốn tài chính quen thuộc từ tín dụng ngân hàng, phát hành trái phiếu hay phát hành cổ phiếu trên sàn chứng khoán thì phương án bán bớt phần góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết cũng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Tính sơ bộ từ đầu năm tới nay, thành phố Hà Nội đang tìm kiếm các nhà đầu tư cho khoảng 6 dự án khu đô thị, tổng vốn đầu tư hơn 63.000 tỷ đồng. Dự án khu đô thị mới Mê Linh tại xã Mê Linh và xã Văn Khê, huyện Mê Linh, vốn đầu tư khoảng 3.200 tỷ đồng. Dự án khu đô thị mới C31, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, vốn đầu tư gần 4.500 tỷ đồng. Dự án khu đô thị mới Liên Ninh, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, vốn đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng. Dự án khu đô thị mới G8 tại xã Kim Trung, huyện Đông Anh, vốn đầu tư lên đến 13.200 tỷ đồng. Dự án khu đô thị mới G9 huyện Đông Anh, vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng. Dự án khu đô thị thông minh, sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh, huyện Đông Anh, vốn đầu tư hơn 33.000 tỷ đồng. Tất cả các dự án trên đều được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội mời gọi các nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn vừa ban hành quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đầm ngái thuộc thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu. Tổng số có 16 thửa đất ở với tổng diện tích 2.310 m2 được đưa ra đấu giá. Khu đấu giá đất nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông và các điều kiện sinh sống, kinh doanh. Phía đông tiếp giáp khu dân cư, phía bắc tiếp giáp tỉnh Lộ 16, phía tây và phía nam tiếp giáp khu vực sản xuất nông nghiệp. Trong số 16 thửa đất ở dự kiến được đưa ra đấu giá, có 11 thửa đất có diện tích 110 m2 và 5 thửa đất có diện tích là 220 m2, mục đích sử dụng đất ở, thời gian sử dụng đất lâu dài, hiện ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn đang giao trung tâm phát triển quỹ đất huyện triển khai các bước thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đối với 16 thửa đất trên, bao gồm xác định mức giá đấu khởi điểm và bước giá. Dự kiến thời gian tổ chức đấu giá sẽ được tiến hành trong tháng 8 năm 2024. Quý vị chuyển đổi nhà tái định cư nhà ở sinh viên sang làm nhà ở xã hội từng được xem là giải pháp chúng hai đích, khi vừa tăng nguồn cung nhà ở xã hội, vừa tránh lãng phí tài sản công. Tuy nhiên, việc chuyển đổi mục đích sử dụng này dù nhận được sự đồng thuận cao, nhưng kết quả không như mong muốn. Nguyên nhân do cơ chế chính sách và thủ tục chuyển đổi. Nhà tái định cư, nhà ở sinh viên xây dựng bằng ngân sách, chịu sự quản lý theo luật quản lý sử dụng tài sản công. Do vậy khi chuyển đổi sang nhà ở xã hội để bán sẽ phải xác định giá trị tài sản lên đơn giá làm cơ sở định giá. Trong khi đó, tổ chức nào có trách nhiệm, thành phần tham gia ra sao, việc xác định và thẩm tra như thế nào chưa có quy định rõ ràng. Một khó khăn khác dễ nhìn thấy hơn là diện tích xây dựng. Theo quy định, nhà ở xã hội có tiêu chuẩn xây dựng không quá 70 m2, trong khi 70% căn hộ tái định cư hiện nay có diện tích lớn hơn. Đây cũng là cái khó nhất là khi người mua chỉ có nhu cầu ở mức tối thiểu. Diện tích những căn hộ này nó vượt quá cái diện tích quy định của luật đối với nhà ở xã hội. Nhà ở xã hội có diện tích từ 25 đến 70 m2, nhưng những căn hộ này 70% là diện tích hơn 70 m2. Vậy khi chuyển về nhà ở xã hội có phù hợp với luật hay không? Đó là một vấn đề. Nhiều ý kiến cho rằng để tạo được sự đồng thuận cần có mức thời gian cụ thể như 12 tháng nhà tái định cư hoàn thành không đưa vào sử dụng sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng. Chúng tôi cho rằng nó phải là một cái nghị quyết của chính phủ là ở nếu các dự án nhà tái định cư mà được xây dựng xong trong thời hạn 12 tháng không có nhu cầu sử dụng thì lập tức là được chuyển đổi sang dạng nhà ở xã hội để tiếp cận với đối tượng khác thì như vậy nó cũng là một cái phù hợp bởi vì một cái chủ đầu tư xây dựng ra nó mà sau một năm không bán được có nghĩa là ông đã bị thiệt thòi rồi thế cho nên chúng tôi cho rằng là ở những cái khó khăn cái vướng mắc nó cũng có nhưng chúng ta vẫn có những cái cách để giải quyết Thống kê cho thấy, Hà Nội hiện có khoảng 4.000 căn hộ thuộc nhiều dự án tái định cư, nhà sinh viên, bị bỏ hoang hoặc không có người dân về ở, gây ra sự lãng phí lớn. Tuy nhiên, chính sách và các thủ tục là nguyên nhân khiến việc chuyển đổi mục đích sử dụng sang nhà ở xã hội của các khu nhà trên dù nhận sự đồng thuận cao nhưng kết quả không khả quan. Đây là một cái tài sản nhà nước vốn ngân sách, cho nên việc mà chuyển vốn ngân sách thì là có một quy trình là khá chặt chẽ và phức tạp, cho nên cũng không thể nào là dễ dàng chuyển đổi được. Nếu mà dễ quá thì lại rất nhiều một khối lượng tài sản công bị tức là nhiều nhóm lợi ích cũng tham gia vào. Chúng ta hãy làm thử nghiệm từ quy mô nhỏ và qua cái việc cạnh tranh đánh giá ở quy mô nhỏ thì chúng ta sẽ mở rộng ra diện lớn hơn. Cần nhắc lại rằng việc chuyển đổi nhà tái định cư, nhà ở sinh viên sang nhà ở xã hội không quá khó khăn vì các cấp, ngành và người dân đều đồng thuận với chủ trương này. Vấn đề là thực hiện như thế nào? Tháo các nút thắt ra làm sao để đẩy nhanh tiến độ mà thôi. Nhất là khi mà ở thời điểm hiện tại, nhà ở xã hội đang bị thiếu nghiêm trọng. Nhà tái định cư bị để hoang hóa là thực trạng phổ biến tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Để gỡ vướng về cơ sở pháp lý, nhiều chuyên gia kiến nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ ngành địa phương giả soát tham mưu chính phủ ban hành các chính sách quy định chi tiết về việc chuyển đổi hai loại hình nhà ở này. Các chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận những bài học thực tế mà địa phương đã vấp phải trong chuyển đổi loại hình nhà ở này. Ví dụ tại thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2024 dự kiến bán đấu giá gần 5.000 căn hộ và 42 nền đất tái định cư. Đây sẽ là lần đấu giá thứ tư trong 7 năm qua cho loại hình nhà ở này. Nhưng trước đó, năm 2017, thành phố lên kế hoạch bán gần 3.800 căn tái định cư tại Thủ Thiêm với giá khởi điểm 8.800 tỷ đồng, nhưng không có người mua. Liên tiếp 2 năm 2018 và 2019, quỹ nhà được mở bán lại nhưng vẫn diễn ra tình cảnh tương tự. Nguyên nhân được cho là do tổng giá trị sản phẩm quá lớn khiến ít doanh nghiệp đủ điều kiện và dám đầu tư. Như vậy rõ ràng quỹ nhà có, chính sách có nhưng cách thức thực hiện thiếu thực tế khiến một chủ trương tưởng đúng mà không đạt hiệu quả. Điều này kéo theo nhiều hệ lụy khi dân đợi chờ nhà nhưng nhà thì bỏ hoang. Khu tái định cư, cái khu tái định cư đã sẵn và chuyển qua nhà ở xã hội thì mình nghĩ đó là một cái à, nút thắt gì đó nó sẽ phần nào nó sẽ giúp cơ thông À, cho thị trường bất động sản hiện nay thì đối tượng khách hàng người ta đang có nhu cầu à, mua nhưng mà lại chưa có sản phẩm phù hợp với họ. À, nếu như tái hình cư mà chuyển đổi thành công công năng chuyển thành nhà ở xã hội thì mình nghĩ đó là một cái nút thắt được tháo và rất là à, phần nào thúc đẩy cho thị trường bất động sản hiện nay. Cũng theo các chuyên gia bộ xây dựng đã phải là đơn vị chịu trách nhiệm để lên được số liệu thống kê cụ thể về nhà ở tái định cư, tránh việc địa phương giữ quỹ nhà tái định cư mà không biết khi nào sử dụng. Luật nhà ở 2023 cùng các nghị định hướng dẫn thi hành luật được ban hành, hy vọng sẽ tạo thêm cơ sở pháp lý để việc chuyển đổi nhà tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên sang nhà ở xã hội sẽ có được tiến độ mới. Thưa quý vị, mức tăng trưởng của giá thuê mặt bằng bán lẻ trong năm 2024 dự kiến sẽ tiếp tục giữ ở mức tích cực Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhà đất và đầu tư ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại Hà Nội, giá thuê tại các khu vực ngoài trung tâm tăng trưởng 18,3% so với cùng kỳ và 4,4% so với quý trước. Trong thời gian tới, tại các đô thị lớn dự kiến sẽ có thêm nhiều nguồn cung bán lẻ mới, chủ yếu nằm ở khu vực ngoài trung tâm thành phố, bao gồm Park Mall, Center Premium Mall ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích cho thuê trên 100.000 m2 hay dự án The Diamond Residence tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Mức tăng trưởng của giá thuê trong năm 2024 dự kiến sẽ tiếp tục giữ ở mức tích cực. Trong 3 năm tới, CBRE dự kiến giá thuê ở các khu vực trung tâm có thể tăng từ 7 đến 10% và khu vực ngoài trung tâm sẽ tăng từ 2 đến 3%.